Ây da, cái con này mình hủy hoại tài sản này, xong lại cưỡng ép người khác ở với mình này. Cái sự việc này làm chất oát, tôi phải tạm giữ ngay ở đây. mẹ ơi, bây giờ con bảo mẹ này, mẹ ở nhà coi nhà nhé. Con đi cắt dưa bán, xong là mẹ chồng mẹ mẹ để con cũng đi giả ngày họ gặt lúa rồi. Thế bà chúng ta ở nhà hộ trong nhà cho bà cho tôi thôi nhé. Xong là xem tí hộ tôi quét ở dẹp nhà. Không giao đi. Tôi đi hôm lúa giả ngày người ta. Mẹ ở nhà coi nhà nhé. Đấy, con đấy về đây mẹ đi tìm sắp chết. Con biết rồi, nhưng mà con không có nhà ở thì con chẳng về mẹ nhà mẹ con, thì con còn đi đâu được nữa. Bây giờ mẹ về đến đây ở với lại mẹ con rồi, mẹ đừng có khó tính nữa nhá. Ở đây là mẹ phải ở, không được khó tính đâu. Đi, khó tính là mẹ con không cho mẹ ở đây này. Mà mẹ không có chỗ ở đấy. Thế mẹ ở nhà mẹ sao, là mẹ đi theo con cắt dưa? Thôi, mẹ không đi đâu. Đi theo mẹ. Con cho con có bạn. Không đi. Mẹ không đi. Mẹ ở nhà thôi, ở nhà kết nhà, kết thân gia này đi rồi. Ai làm nhà đâu. Thế thì mẹ ở nhà nhá. Vâng. Đừng đi đâu nhá. Vâng. Con đi cắt dưa bán tí là con lại về thôi. Ây già, dạo này nó bận quá. Bây giờ dặn lên thì sẽ làm thế nào mà mình phá cái lá của nó xong. Biết ở trên không. Đó, mình phải lên 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 xem như thế nào đó. Nó phá cái lều nó xong cũng đã thấy mặt nó muốn nó đi đâu, chắc mình phải lên xem thế nào đó, lên lán lên lều nó ra xem thế nào đó. Bận việc quá. Em nó bảo về cắt dưa. Em để cơm đây đó chị ạ. Mang đi nặng quá. Em tự cắt nhé. Mấy quả vâng. Thế chị cứ đi gặt lúa thì để em tự cắt được. Chị lên nhà cho chị ạ. Biết con này nó có ở đây không? Để lâu lâu cũng không thấy gặp nó đấy. Mình cứ đi xem nào. Ừ, cái lên cái lán này, mở phá xong. Chắc nó, con này không thấy đâu. Em cũng thấy sửa cái lán này, mình đi xem nữa. Này là thấy rồi nha. Này đồ đạc của nó muốn chằn giếc mang đi rồi. Còn cái mối cái đồ này chắc nặng quá, nó không bê được đi hay sao ấy.
Anh Ký ơi, này đi làm sớm đấy nhỉ. Xuống mấy lần không gặp, biết đi đâu mà sớm thế. Chắc đi lên trên lán xem có phát hiện gì mới không, không được cầm xem chi tiết thế nào. Con này thêm nữa mình không phá cái lán của nó, để bây giờ có biết nên tìm nó không. Bây giờ lán thì thấy mốc hết rồi. Ông tí đây cái gì đâu, nha cũng không thấy, thế đi buôn bán ở đâu? Dạ ấy, con chuyện này lên đây không thấy đâu, này nó đi đâu nhỉ con này? Được đấy, tôi cũng khá lâu đấy. Con chuyện này đúng là lên đây 4-5 lần không thấy mình. Hôm nay lên đây không thấy rồi, là đi đâu? Ở đi tìm nó đấy. Giờ cái con này, giờ này lâu không thấy, giờ đây chả thấy ở lán thì nó đi đâu nhỉ? Rồi chăm thì cả thất chí đầu đất mình mà. Cái này phá cái lán xong nó không sợ mình đâu. Con này giỏi thật đấy. Con này không biết đi đâu. Con này lâu phá cái lán xong nó không ở nhà đâu. Không thấy đâu. Ây da, cái con này mình phá cái lán nó xong tụi nó xuống ở với mình, nó không ở. Con này gan to phết đấy, liều. Con này liều thế mà nó không phá xong lâu rồi nó không ấy chứ gì đâu. Ây da, con này nó trốn, ai bảo mình chạy chứ tôi tưởng chúng nó mới ở. Con này xuống đâu mẹ, con này được của nó đấy. Con này
cơ thể nhiều thật. Con này cô mẹ nó đi đâu? Chắc phải đi mai phải đi vào làng tìm nó rồi. Con này phải đi tìm nó bằng được. Thấy thì thôi con này. Giờ đi về á, về sau tính sau. Đào được cái đường này đi nó cũng dễ nhỉ. Đào được cái đường ngon cho nó đi rồi trở lên đây thăm nó tí nó dễ. Hóa ra con này trốn nốt. Đi mẹ đi đâu rồi? Lơ mẹ tiếc thật đấy. Về thôi, về nhà dưới xem thế nào thôi. Thế phát hiện mình già thôi. Đây đây của chị là hết 266.000. Rồi lấy 5.000 nữa. Rồi, em xin nhé. Thế là chị. Bắt được bằng ông được không? Thả được. Ây da, mệt quá. Bây giờ sao tìm được em Tuyết nó về đây? Nó đi đuổi, đi phá lắm nó thì bây giờ không tìm thấy nó nữa.
Ơi là buồn thật đấy, không biết là tìm cách nào để tìm thấy nó này. Chứ ơi nhau không à? Ơi à, anh vâng anh à nhá ờ à, uống nước vâng. Ây à, anh giờ này đi làm ăn đâu tìm anh khó quá nhỉ. Ôi giờ này làm ăn này, toàn đi xa, nào mấy lần xuống gặp anh. Anh xuống đây tìm em có cái gì ấy? Cũng có ít việc muốn trao đổi với anh, nhưng mà cũng mấy lần xuống không gặp anh. Hôm nay thì hôm nay không đi làm anh. Ôi, vừa đi làm về mệt, lúc nữa lại đi làm. Hôm nay anh nhớ nhá. Ờ, tất cả ơi. Vâng. Mệt quá, có anh một hồi. Vừa đi đâu về mệt thế anh? Vừa đi xem hàng về rồi. Anh nhớ. Ờ. Anh ạ, à, anh kia ạ, chương trình là hôm nay tôi xuống đây cũng có chút việc nên trao đổi với anh. Cũng anh có biết dạo này chị Tuyết đi đâu không? Tôi biết. Này lâu lắm không lên trên đấy, không biết đâu. Hôm bây giờ tôi cũng xuống thì thấy lán của chị Tuyết ấy dỡ tung hết mà cũng không biết là ai dỡ. Xong anh có được dỡ không? Đấy mình biết đâu. Anh em ở nhà em cũng biết đâu anh ạ. À. Hôm vừa rồi thì anh cũng tôi cũng đi xuống tìm mãi xong rồi không thấy chị. Xong về sau đi hỏi đi hỏi về là hóa ra là chị đi xuống nhà mẹ đẻ. Thế là tôi cũng hỏi chị ấy bảo chị phá lều hay làm sao, chị bảo không biết. Chị đi làm về xong chị thấy lều hỏng hết là chị dọn dẹp đi. Từ đấy về tôi cũng xuống muốn gặp anh nói chuyện với anh xem anh có được phá không, nhưng mà cũng không gặp. Hôm nay thì xuống hỏi anh xem anh có được phá lều của chị Tuyết không. Đây không biết đâu, đây ngồi nhà suốt rồi đi bốn hàng 8-9-10 giờ đêm về đến nhà. Thế anh có biết tình nghi ở đây ai đi phá lều của chị không? Từ hôm anh kêu video đến giờ anh em không lên đấy bây giờ. Anh nói này có đúng không đấy? Để từ lâu lắm mà không lên đây đấy anh ạ. À. Thế anh có biết nhờ cái lán của chị Tuyết bị phá không? Tôi biết đâu. Vừa rồi tôi cũng xuống thăm chị Tuyết. Thế mà đi xuống đây thấy lán hỏng hết. Thế tôi nghi là anh phá. Tôi không được phá đâu. Tôi không biết là tôi lâu lắm rồi lên đấy rồi. Giờ này tôi xuống anh thì nhà anh thì anh thất thường ở nhà hay là anh bức xúc cái chuyện đợt đó tôi phạt hành chính anh đi quấy rối chị Tuyết, anh lên phá lán của chị Tuyết đấy. Tôi không biết đâu, cái lán đấy thì tôi không được đi phá đâu. Như là thế anh ngày nào anh cũng hỏi mà cái lán chị Tuyết hỏng anh cũng xuống đây thăm suốt nhỉ. Chị Tuyết thì cũng một thân một mình thì tôi thỉnh thoảng tôi dối thì tôi xuống thăm chị thôi. Đúng lâu đó thì cứ hôm anh phạt tôi đến giờ tôi có đi đâu lên đâu. Anh có nói chân thành không đây? Thật, tôi nói thành luôn, chân thành với ông luôn, với anh luôn. Tôi không được lên phá đâu. Tôi không biết đâu. Nè anh, tôi nói cho anh biết nhá, nếu mà anh mà được phá anh nói thành thật với tôi chứ còn nữa. Tôi không biết thật mà. Đâu mà tôi không được phá đâu. Tôi mà được tra ra ông chết với tôi đấy. Tôi không biết thật. Chắc là nó không có tiền trả tôi sao anh ạ? Nó mới xuống đây đổ tội cho tôi sao rồi? Thế vừa rồi tôi cũng đi hỏi chị Tuyết rồi, chị bảo không được phá đâu, đi làm về thì thấy nát hết rồi. Tôi nghĩ chỉ có anh ấy. Tôi không biết là con này chắc là con này sợ không có tiền trả tôi, nó cứ vô khống tôi rồi. Thật nhé, chị Tuyết chị không tin tôi à? Chị nói dối tôi à? Chắc là con này nó giở trò ấy, bây giờ con này ấy. Có tiền trả tôi rồi, nó bây giờ giở trò không à?
phải đâu, tôi biết rồi, chỉ có anh thôi. Tôi thật, tôi không biết đâu. Tôi cũng được vào đấy làm không? Bây giờ tôi hỏi anh cứ thành thật nhá, nếu mà anh mà không thành thật. Thật luôn, tôi không đi phá đâu. Tôi có chứng cứ là anh chết với tôi đấy. Có là mỗi con chắc con Tuyết này nó vô khống của tôi rồi. Tôi biết rồi. Con này tôi không được đi phá cái lán của nó đâu. Con này nó không có thể đạt tôi, nó chuẩn bị tìm cách kiểu này hay sao ấy. Nam bảo ngọt mới lấy, bây giờ bảo ngọt thì ta bảo ngọt đi nữa, không bảo không ngọt thì nó bảo không lấy. Chị ơi, chị sang gọi lên đi chị Lan. Để cho em 2 cân. Em chọn đi quả nào cho em. Tôi hỏi anh một lần cuối nhá, nếu mà anh không nhận tôi sẽ đưa bằng chứng anh chết. Anh có được đi lên phá lán của chị Tuyết không? Tôi không biết đâu, tôi nói thẳng tôi không biết. Tôi không liên quan đến cái đấy, từ lúc anh phạt tôi đến giờ này tôi có đi đâu. Thế sao lại anh đi đâu? Tôi đi xem hàng mà. Hàng của tôi xuất mẹ thằng buôn thì đi xem hàng, ông có được lên trên xem lán không? Không, lán tôi chịu, tôi không lên. Tôi là tôi đi xem hàng của tôi rồi. Tôi nói cho ông biết, tôi vừa mò lên đấy, thấy ông ở trên đấy. Ông có nhận không? Tôi không được lên đấy đâu. Thế tôi cho ông xem cái này có phải ông không? Để ông xem có phải dòng của ông không? Đấy, bằng chứng tôi có như thế đấy. Bây giờ tôi đi thì anh đi theo tôi về cơ quan tôi làm việc. Còn nếu mà trước mắt ở đây tôi không làm biên bản với anh, về lên cơ quan tôi sẽ làm biên bản với anh. Tôi sẽ đọc những cái tội của anh mà anh đã hành vi của anh đã làm. Thì anh nói thế thì em biết được lỗi của em rồi, anh có bằng chứng hết rồi. Anh cho em xin đi nhỉ. Hôm nọ tôi đã nhắc nhở anh rồi, anh đã đi quấy rối chị Tuyết, tôi lập biên bản xử phạt anh nhưng mà anh không chừa. Tôi đã nhắc nhở anh như thế, tôi đã ưu tiên cho anh như thế này mà anh không nghe. Bây giờ anh lại tự nhiên lại đi phá lều, không xin xỏ gì hết. Bây giờ tốt nhất ông lên cơ quan của tôi làm việc với tôi. Còn nếu mà làm việc ở đây ấy, tôi khác, có biện pháp khác. Còn ông phải lên cơ quan làm việc với tôi. Nếu mà ông không đi tôi sẽ cho người xuống lôi cổ ông đi.
Thôi anh bình tĩnh. Thế bây giờ anh biết tội của anh chưa? Tôi biết lỗi của anh chưa? Tôi biết lỗi của tôi rồi. Thế là anh đi theo tôi hay là tôi để tôi dùng biện pháp lôi ông đi? Thôi anh em mình, anh em mình cứ di tư đi nhỉ. Không được đâu. Ông đừng có chơi cái bài này. Hôm nọ ông định tôi lót tiền tôi biết rồi. Đấy. Ông mà cứ chơi bài này tôi lại thêm tội của ông chết luôn đấy. Đừng có bảo nhìn thấy tôi thế này châm trước cho ông một lần ông lại lấy tiền lừa dối tôi. Đề nghị anh đi theo tôi. Rồi, anh cứ bình tĩnh. Ừ, bình tĩnh thế nào? Ông đã làm như thế này ông phải nhận tội chứ. Thế sao ông còn chối làm gì? Ông cứ đi làm khó chị Tế làm gì? Bây giờ tôi hỏi anh nhá, anh đi theo tôi hay là để tôi với cơ quan tôi gọi anh em xuống lô ông đi? Thôi anh ạ, em biết có tội rồi, rồi anh bắt hết bằng chứng rồi thôi. Anh bình tĩnh tí em cứ đi theo anh đi. Thôi anh ạ, anh định cho anh em xuống lô em đi nhá. Nếu mà anh biết như thế này là được ấy. Anh bảo em đi theo tôi, thôi em theo anh đi. Ê, đi theo tôi luận việc luôn đi. Vâng, không phải chần chừ gì cả riêng ông này ấy. Vâng. Để em khóa cửa đây này, khóa cửa đây, em khóa cửa đã, không có mất trộm mất keo nhiều lắm. Đi xe máy rồi. Có đây rồi, đến chỗ anh làm gì chưa? Chính là thế này chú ạ, có hôm nay anh đi mời được anh ký, vừa rồi qua thời gian vừa rồi thì anh theo dõi phát hiện là anh ký đi phá lán của chị Tuyết, hôm nay anh sáng anh đích thân anh xuống nhà anh mời lên đây, anh hôm nay anh không lên đấy nhưng mà thôi anh gọi điện cho anh em xuống nhưng mà thôi hôm nay cũng bảo ông buôn bán ông lấy uy tín nữa thế là ông đi theo mình lên đây làm việc. Chú mắt bây giờ chú làm cái biên bản cho anh. Đây, chú ghi biên bản đây. Mà cáo với anh ký là hôm nay tôi cũng làm việc với anh ở nhà anh ấy. Thì công việc thì cũng anh trao đổi như thế. Thì anh tự ý đi phá nhà của lều của chị Tuyết. Hôm nay tôi mời anh đây làm việc. Vâng.
chỉ ghi rõ nội dung này nhé. Trường hợp của anh ấy thì anh Toàn thì anh kể cho tôi rồi, nhưng mà anh bây giờ anh kể lại cái sự việc của anh mà, thì chị Tuyết như nào? Anh ạ, tôi với chị Tuyết thì chẳng quen biết gì đâu, và chồng của chị Tuyết đấy nó lấy tiền của tôi, vậy là lấy số đỏ đi cám của tôi tiền. Tôi đi lên hẹn đi hẹn về, chả thấy xuống thần dấu của tôi thì tôi mới lên đây. Với lên nhà chả thấy ai, tôi thấy chị Tuyết thì hẹn một tháng. Bây giờ hôm qua ông nội thấy hẹn 3 ngày xuống, bà thấy đâu tôi lên này tôi không cho nó ở cái đất tôi đó. Nên tôi phá luôn. Phá cho chị Tuyết cho em Tuyết này đấy. Tôi đâu có lát ở xuống ở của tôi mà nó không ở. Với lại bây giờ này chỗ nhà mà Tuyết đang ở đất trái. Đúng rồi, bây giờ anh có đấy ạ. Đó là cám sổ bây giờ là đất của tôi. Rồi, tôi ghi nhận rồi. Cái chỗ trường hợp của anh ghi em là tôi ghi rồi. Nhưng mà có cái trường hợp này có một cái nữa là tại sao anh với chị Tuyết không quen nhau, tại sao anh lại rủ cái chị Tuyết đến nhà anh để làm gì? Thì tôi không quen biết đâu, mà tôi cũng và đấy nó cầm chồng nó lấy tiền của tôi thì tôi muốn đi phá cái lán bảo em Tuyết đấy xuống ở cùng tôi nó vui. Thế giờ thế đâu vợ con anh đâu, anh lập gia đình chưa? Chưa, tôi chưa lấy vợ mà. Chưa, vợ anh ở mình hay ở với em? Anh ở mình thôi, rồi dưới xuôi lên mình thôi. Anh lên làm ăn đây ấy. Tôi lên đi làm ăn. Các anh ghi ghi ngoài tài sản của anh ấy có khả năng bị tù nhé, truy tố nhé. Tôi dưới thành phố tôi cũng biết rồi. Tôi còn tại sao tố chồng chị Tuyết là đi đâu? Nó anh cũng biết đâu, đi làm thuê ở dưới thành phố gặp tôi, nó bảo cắm sổ biển đỏ đất nhà ở thì tôi mới cầm. Bây giờ chẳng biết đi đâu rồi, tìm không biết nó, anh tôi không biết nó đi đâu. Thế tại sao đấy chị Tuyết ở mình này là anh này ấy, anh này có ý định là rủ chị Tuyết xuống ở cùng anh có ý định gì? Vì anh thấy em này nó xinh thì anh thích, anh mới có ý đồ là rủ xuống ở với tôi chưa có vợ mà. Các hành vi mà cưỡng ép của người khác ấy thì cũng là anh phạm tội nhá. Tôi biết rồi, bây giờ anh biết tội của anh ấy. Thế cái chỗ tôi kể đây, anh đã biết lỗi của anh chưa? Đây ạ, anh ạ, thì em cũng biết lỗi của em rồi. Thì mong các anh dặn cho tôi cho em đi về nhà của mình buôn bán. Công việc thì anh cũng thế rồi, nhưng mà cái việc hủy hoại tài sản này xong lại cưỡng ép người khác ở với mình này, cái sự việc này làm chất oát là tôi phải tạm giữ anh ở đây, giờ không cho anh về được. Để thuận lợi cho quá trình điều tra ấy, chúng tôi lại bắt buộc phải tạm giữ anh ở đây để điều tra nó thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ nếu mà chúng tôi thả anh về thì nếu anh như thế nào anh bỏ trốn về quê về xuôi thì chúng tôi tìm anh rất khó. Hôm nay chúng tôi phải tạm giữ anh ở đây. Để ngày mai chúng tôi gọi Tuyết đây kết hợp điều tra thêm. Anh cho xin xin các anh thả để cho tôi đi về đi làm ăn. Anh xin cái gì mà xin? Anh biết như thế thì anh không làm nào? Anh biết như thế không làm rồi anh đến đây xin ai? Tôi cũng chẳng là để quyết được cho anh vấn đề đấy. Không cho được anh nghe về đâu. Về mai tìm được thấy hôm nay anh em mình dở đấy. Ông ơi, tôi biết là anh là người ngoài người dân ở đây. Anh từ chỗ khác ra đây làm ăn thôi. Giờ anh có hành vi vi phạm như thế. Giờ tôi thả anh đi, anh có biết tìm anh như nào? Anh là anh cho em xin các anh không giúp tôi lại nhé, để tôi đi về. Trường hợp này không được rồi. Trường hợp này bắt buộc phải tạm giữ đây ạ. Bây giờ mà thả anh về là không được. Ông này mạnh khỏe. Anh ạ, bây giờ cứ tạm giữ ông này đã, mai mời chị Tuyết lên làm việc, không rồi mình tính tiếp.
Thì bây giờ là bây giờ cái sự việc cái đấy của mình thì mới được. Chú hoàn thiện cái biên bản đi xong rồi đăng ký xong để mai chị Tết lên làm việc tiếp. Thì em bổ sung thêm cái biên bản này xong anh ký ạ. Tạm thời anh trước mắt anh ở đây á. Mai chúng tôi sẽ giải quyết thêm. Bây giờ một mình anh ở đây thì cũng có chị Tuyết đây, chúng tôi không thể giải quyết được như thế. Không biết sự việc có phải như thế không? Có khi còn nặng hơn thế cơ. Không phải như thế là xong không? Bắt buộc chúng tôi phải tạm giữ anh ở đây. Anh mà có vẻ bị nặng hơn là có khả năng anh không được về rồi đấy. Anh kêu ký rồi anh. Yên tâm đi, mai thôi còn xem xét lại sự việc chứ không phải là anh ở đây ở luôn đâu. Cảm thế cả anh. Anh đọc qua cái bản trong sao rồi chứ? Anh đọc qua. Không anh căng, anh cứ căng thì anh có làm cái gì? Được, anh chỉ đưa anh ký đi. Mời anh qua đây luôn này. Mời anh đi theo đồng chí Phương sang phòng bên đây. Đây qua đây. Mời qua đây. Anh cứ ở đây, đây tí nó có người mang cơm cho anh. Mai các bạn Tết rồi con làm việc tiếp nhé. Thấy chưa anh Long vào chưa? Vâng. Anh ạ, em nghĩ là cái sự việc này em cửa còn nghiêm trọng hơn thế đấy. Giờ ngày mai chắc phải cho số hiện trường mình sẽ xét lại thôi chứ. Này. Cũng qua quá trình làm việc thì anh cũng xuống điều tra mấy lần không gặp ông đấy, sao là may thế sao hôm nay anh đi thì phát hiện đi xuống nhà ông cô nhà, thế là anh chạy lên chỗ lán trực tuyến đấy mới thấy ông hóa ra ông làm bảng ở đấy, anh mới quay được video mới bắt được là ông phá. Vì hôm nọ anh cũng gặp chị Tuyết rồi, chị Tuyết bảo không biết ai phá, không lấy chị đi làm về không tự nhiên phá không hết không chị đi. Hôm nay mới phát hiện ra đi quay video được ông đấy, cũng may thôi. Thì bây giờ cứ tạm thời cứ tạm giữ ông ở đây như thế, thì mai đi mời chị Tuyết lên anh em cùng nhau phối hợp điều tra xem ông này có thật sự như thế này không, để kết luận vụ án này cho hoàn thiện. Em nghĩ chắc phải thế thôi chứ bây giờ quyết luôn thì chắc phải có hai bên rồi, để quyết được hai bên không? Tạm thời bây giờ cứ giao ông này ở đây đã. Vâng. Có gì mai anh sớm mời chị Tuyết lên làm việc làm rõ với sự việc này nó nguyên nhân là làm sao. Chứ không bây giờ chị Tuyết vừa không có nhà ở đâu, có thể toàn bây giờ phải ở với mẹ đẻ xa, cũng đi lại khó khăn. Bây giờ thì anh cũng sang đến nhà mẹ của chị Tuyết rồi, cũng đi lại khó khăn. Nhà mẹ thì cũng có cả em cậu em mợ nữa. Ở chung bất tiện. Chắc là có thể sắp xếp là mời chị Tuyết lên sớm một tí. Chứ hôm nay cái trường hợp mà ông bị ở đây rồi mà ông ở đây chắc yên tâm hơn tí rồi. Còn mà ông ở nhà thì không biết là đi ông nào đấy. Thì trước mắt bây giờ cứ tạm thời như thế này nhé. Anh nghỉ luôn cái công nước ra là anh đây không? Anh cũng nghỉ thôi. Bây giờ xong cái biên bản đề án này xong anh cũng nghỉ thôi. Anh ạ, cho anh không? Cho anh nghỉ luôn đi. Mà anh xong cái đề án này xong anh cũng nghỉ luôn đấy. Nếu mà có việc thì cứ về trước đi. Ok, em có cái việc rồi. Cho ông công tác em về trước đi. Cứ về trước đi. Anh nhá. Làm nốt cái này đấy. Được rồi. Hôm mai thì không dở đấy, không kịp làm. Được rồi. Vâng. Vậy về trước. Vâng. Con thấy gì? Con dâu. Con thấy gì đấy? Bảo con làm gì đấy?
Rửa tay đó. Thôi bà không làm đâu, đi bên kia uống nước á. Để đây chị tôi sao làm đi. Đi bên kia uống nước đó, nghỉ đó, mệt lắm rồi. Đi nghỉ đi. Uống nước đó. Bà về thấy rồi, thấy con gái của tôi nó về ở đây á, lúc nào cũng đi bán hàng kiếm tiền, vất vả lắm. Là vất vả lắm, không làm không được. Nhưng là vẫn làm việc mà. Nhưng mà là tại do con trai của bà. Do bà con trai không biết. Không biết xấu. Con dâu là làm khổ, chả biết cái gì con trai. Bà tôi ra về thấy con gái tôi rồi, làm vất vả lắm, nó cái gì cũng làm, làm vất vả, làm mệt lắm. Ở nhà con dâu là làm suốt, nó đi làm vừa đi bán. Mẹ hôm nay con lấy dưa con bán hết rồi. Ăn bữa tuần thì mang về cho hai mẹ này ăn. Cũng bán được như thế thì tốt đấy. Họ thích ăn lắm dưa này mẹ. Thì mới kiếm được tiền. Còn cứ người ta mua như thế này thì mới kiếm được thôi. Nếu mà ta không mua ấy thì mất khổ. Kiếm đồng nào đồng đấy gom vào đấy để mai có tiền. Đấy, bà trông ra xem con gái của tôi lúc nào cũng đi làm vất vả như thế này đấy. Thế thôi. Từ lúc về là làm suốt đến bây giờ cứ đi kiếm tiền thôi. Làm việc này việc nó. Thế mẹ ăn đi. Làm đấy. Ăn dưa đi. Thế mẹ ăn đi. Ăn nhá. Ăn đi. Dưa này ngọt lắm nè. Ngọt. Ngon lắm đấy. Ngọt thì là ta mới mua. Ngọt quá. Thế mẹ nhà mẹ nấu cơm chưa? Chưa, nè, thằng gia, tí thằng gia không nấu. Vâng, tí con nấu được. Yeah. Mẹ ăn đi, mẹ nghỉ. Hôm nay bà thông gia định nấu nhưng mà mẹ không cho nấu đâu, bà cũng già lắm rồi. Cho nó làm vất vả quá, không cho làm. Thì tí mẹ không nấu hay là con không nấu? Tí con ăn thông gia ăn bảo, thông gia ăn tí. Cũng phải thương nó chứ, nó số phận của nó khổ rồi, con phải biết cũng làm một đầy mẹ của con rồi thì con phải biết thương chứ. Vâng. Còn tôi cũng thương bà thông gia lắm đấy, số phận khổ thì tôi cũng thương lắm đấy. Giả sử tôi cũng thương đấy, tôi không cho bà ở đây đâu. Con trai của bà không lấy con gái của tôi rồi là sau này chắc chắn là phải ly hôn rồi. Thì đã bỏ điện hạn đi đâu rồi, không thấy bao giờ con rể rồi. Con trai này không nên cái gì con trai. Không nói cho mẹ, nói nhiều nữa ăn đi. Nói làm gì? Con trai là... Thôi con kể nữa, bà nó càng kể nhiều càng buồn thôi. Thì con bà cứ ở đây, thông gia là phải đây vào đây, thông gia là với con dâu đi đâu là theo đi đó.